Đại ca không hay rồi, cuộc chiến vừa bắt đầu, nước quỷ đã thống lĩnh đại quân đánh đến xích bích của ta. Các huynh đệ đừng vội, toàn lực chi viện xích bích, nhất định phải ngăn thế công của nước quỷ. Ngoài ra ta ra lệnh chiêu mộ ở quan thủ có thêm vài huynh đệ đến cùng đánh kho lương quan thủ với ta. Nhanh nhanh, nước quỷ lại tăng quân số ở xích bích, đã đánh được kho lương ở quan thủ chưa? Các huynh đệ cố lên, nhanh chóng đánh hạ kho lương quan thủ. Quan thủ bị hạ rồi, nước quỷ mất kho lương, binh lực không đủ. Quân quỷ ở xích bích bị đánh lui, ta thắng rồi. Cuộc chiến thật thú vị.